Đối mặt các lệnh trừng phạt, tỷ phú Nga tính bán câu lạc bộ Chelsea trong tuần này. Trước áp lực lớn từ chính phủ Anh, tỷ phú Nga Roman Abramovich đang cân nhắc khả năng bán câu lạc bộ Chelsea. Theo Telegraph, ông chủ Chelsea sẽ nhận được những lời đề nghị bán đội bóng trong tuần này, với ít nhất ba bên đang rất quan tâm. Được biết, ông Abramovich mua lại The Blues hồi năm 2003. Kể từ đó đến nay, ông đầu tư hơn 1,5 tỷ bảng, giúp Chelsea vương mình trở thành thế lực lớn của bóng đá Anh. Sau cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, Roman Abramovich vừa thông báo trao quyền quản lý câu lạc bộ cho quỹ từ thiện Chelsea với 6 thành viên được ủy thác. Điều này nhằm tránh lệnh trừng phạt từ chính phủ Anh áp đặt lên Abramovich cũng như đội bóng thành London và phản ứng mạnh mẽ từ người hâm mộ xứ sở sương mù. Telegraph cũng cho hay, ông trùng dầu mỏ gốc Nga có thể nhận được ba lời đề nghị bán Chelsea vào cuối tuần này. Trước kia, Roman Abramovich từng nói rằng Chelsea không phải để bán. Tuy nhiên, hoàn cảnh hiện tại đã thay đổi nên vị tỷ phú 55 tuổi sẽ cân nhắc. Tỷ phú Abramovich từng từ chối lời đề nghị mua Chelsea trị giá 2,2 tỷ bảng, còn hiện tại, các nhà thầu tiềm năng tin rằng tỷ phú người Nga sẽ để ngỏ khả năng bán đội bóng con cưng. Một thông tin khác cho hay, Roman Abramovich đang chuẩn bị bán căn biệt thự của mình ở vườn cung điện Kensington, London. Trong khi đó, nhiều cổ động viên Chelsea mong mỏi việc tỷ phú người Nga đừng ra đi vì họ tin rằng Abramovich là ông chủ tốt nhất trong lịch sử Chelsea, theo VietnamNet.